là phụ nữ chúng ta thường rất hạnh phúc và vui lắm khi mà chúng ta cảm thấy mình xinh đẹp hoặc khi mà ai đó khen chúng ta xinh đẹp sắc đẹp vốn là tài sản rất quý giá của mỗi người phụ nữ nên khi mà chúng ta bị nám khiến da mặt xấu đi thì thường mất ăn mất ngủ và chán nản nếu không có cách nào cải thiện được làn da của mình thì lại càng mất tự tin những khi bị nám da thì ai cũng tìm một loại kem trị nám sao cho nó hiệu quả nhanh nhưng mà tìm được kem hợp và hiệu quả với da của mình không hề dễ dàng chút nào với kem Berry Melasma cũng thế, kem này có những tác dụng cực kỳ hiệu quả mà không phải ai cũng biết, nên trong video này shop mình sẽ chỉ ra những tác dụng mà bạn nên thử, nếu như bạn muốn ra hết nám và tàn nhang nhanh chóng nhé. Bên mình là shop bán hàng, có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Tất nhiên tác dụng mà chị em mình quan tâm đến kem mê lát ma đầu tiên là khả năng trị nám của kem này. Với các thành phần tự nhiên, lành tính, thì kem mê lát ma trị nám cực kỳ hiệu quả cho da của phụ nữ Việt Nam. Khả năng làm mờ vết nám, vết thâm và tàn nhang nhanh và hiệu quả là điều mà ai xài trong khoảng 2 tuần là đã thấy có kết quả ngay. Tác dụng thứ hai mà ai cũng cảm thấy hài lòng là khả năng dưỡng trắng da của kem Melasma này, không chỉ là kem trị nám và trong bộ kem còn có kem dưỡng trắng da, giúp cho da trắng đều màu hơn, giúp làm xe khít lỗ chân lông làm da trở nên mướt mịn hơn. Ngoài ra thì kem này còn có khả năng ngăn ngừa mụn và trị mụn khá là hiệu quả nữa. Đó là ba tính năng nổi bật mà ai cũng cảm thấy hài lòng khi sử dụng kem trị nám Melasma này. Bên mình là shop bán hàng nên bên mình lúc nào cũng có được nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, vì thế mà bên mình biết được sản phẩm nào hiệu quả hơn, sản phẩm nào tốt hơn, chứ không phải sản phẩm nào cũng tốt, cũng hiệu quả với da của bạn. Từ những gì khách hàng phản hồi thì bên mình biết được da nào phù hợp với loại kem nào hơn. Nên bên mình lúc nào cũng tư vấn cho khách dùng đúng loại sản phẩm phù hợp với da, chứ không phải cứ chăm bán hàng mà không quan tâm đến việc khách dùng có hiệu quả hay không. Và kem trị nám Melasma này cũng thế, bên mình thấy được khách hàng mua nhiều hơn hẳn, khách mua lại cũng nhiều và mua cho bạn bè cũng nhiều. Điều đó có nghĩa là kem trị nám melasma hiệu quả nên mới được nhiều người tin dùng, nhưng tất nhiên là không phải ai dùng cũng hiệu quả, vẫn có một số ít người không hợp với kem này. Nên nếu bạn không chắc chắn là da mình có hợp với kem này hay không thì có thể nhắn qua số Zalo bên dưới để nhân viên bên shop mình tư vấn cho bạn nhé. Kem trị nám melasma hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Melasma hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn.